Xin chào quý các bác anh chị. Xin chào các bạn. Hôm nay Lâm mang đến cho quý các bác anh chị và các bạn mình một cái bài thuốc ứng dụng rất là rộng rãi. Bài thuốc này thì Lâm nghĩ mọi người đều cần. Bởi vì trong các hoạt động hàng ngày của chúng ta có thể làm việc, chơi thể thao, nhưng mà các vấn đề va chạm hay là bong gân trật khớp thì nó thường xuyên xảy ra. Ngoài việc bong gân trật khớp hay là bị va chạm bầm dập, bầm tím đấy, nó chấn thương phần cơ của chúng ta đó, thì chúng ta còn ứng dụng cái bài thuốc này vào điều trị các cái chứng về đau nhức xương khớp cũng như là đau đầu đó. Ở đây nếu như bà con mình có được hai cái dược liệu này trong gia đình thì gần như bà con mình đã trị được hầu hết các cái chứng đau nhức của cơ thể mình. Nếu như bà con mình chưa tìm được cái nguyên nhân chính gây ra bệnh đau nhức, ví dụ như là xương khớp hay là đau đầu, thì đây chính là một biện pháp giúp cho bà con mình giảm cơn đau một cách rất là hiệu quả. Những loại dược liệu hôm nay thì Lâm nghĩ bà con mình trồng rất là dễ. Bà con mình nên trồng hai loại cây này ở trong gia đình. Thứ nhất, nó không chiếm nhiều diện tích của bà con. Thứ hai, thì Lâm khẳng định với bà con mình rằng trong hiện tại hoặc là tương lai, thế nào thì bà con mình cũng sử dụng loại cây này. Rồi, ngay bây giờ thì Lâm xin mời quý bác anh chị và các bạn mình cùng nhận diện dược liệu của Lâm. Đầu tiên thì Lâm xin giới thiệu với quý bác anh chị và các bạn mình, đây là dược liệu rất nổi tiếng. Đây là cây ngải cứu. Đấy, cây này thì nhất định phải có trong vườn nhà của bà con mình. Bởi vì cây này trị rất là nhiều bệnh. Hiện tại bây giờ trên thị trường có bán rất là nhiều các cái sản phẩm từ ngải cứu. Kể cả là chúng ta dùng cái biện pháp châm ngải cứu để kích thích tủy sống của chúng ta, nó hoạt động bình thường, hoạt động tốt hơn. Rồi, chúng ta có rất nhiều sản phẩm từ ngải cứu. Người nào bị rối loạn tiền đình thì nhất định phải biết đến cây này. Bởi vì cây này với những cái ngọn non của nó, bà con mình dùng khoảng từ 20g đến 25g. Đấy, cái phần này nè bà con. Đấy. Bà con mình sắc nhuyễn ra ha. Bà con mình đem rửa sạch đi, rồi sau đó chúng ta sắc nhuyễn ra. Bà con mình chiên với trứng, bà con mình ăn. Mỗi một tuần bà con mình ăn giúp cho Lâm khoảng từ 2 đến 3 lần. Đó, đó là những tuần đầu tiên. Sau khoảng 2-3 tuần thì bà con mình có thể dùng mỗi một tuần lần. Bà con dùng cách này nó sẽ giúp cho bà con mình trị khỏi được cái chứng rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình thì đôi khi có những người sẽ bị ngất xỉu luôn. Đấy. Rất là mệt mỏi đúng không bà con? Người nào bị rối loạn tiền đình rồi chắc hiểu cảm giác này. Rồi. Đây là cái cách đơn giản nhất dùng món ăn để trị rối loạn tiền đình. Rồi, vậy thì đối với các cái bài thuốc mà Lâm chia sẻ cho bà con, ví dụ như bài thuốc nổi tiếng, rất rất nổi tiếng, đó là dùng cây ngải cứu kết hợp với cây xương khỉ cũng như là sâm đại hàn đó. Bà con mình trị gãy xương rất là nhanh, phù hợp với mọi đối tượng luôn, già hay trẻ thì cũng phù hợp. Hôm nay thì Lâm muốn giới thiệu đến bà con mình, khi chúng ta áp dụng ngải cứu này và một dược liệu khác, dược liệu rất rất nổi tiếng trong cái việc điều trị các cái chứng mà đau nhức gân nè, cơ nè, cực kỳ hay luôn. Thậm chí bài thuốc này bà con mình sẽ áp dụng cho những người mà bị ví dụ như là đau cột sống nè, đau vai gái nè, đau đầu vẫn khỏi. Rồi. Đấy. Bà con mình quan sát kỹ cây ngải cứu ha. Này, bề mặt lá của nó ở bên dưới thì nó có màu bạc như thế này. Này. Bên trên thì rất rất giống cái cây hoa dạn thọ đúng không bà con? Này. Nhưng bà con mình chú ý cái bề mặt dưới lá của nó. Và nó có một cái mùi rất hợp thơm. Phần sau video thì Lâm sẽ hướng dẫn cho bà con mình có một cái bài thuốc mà chúng ta dùng để xong trị chứng là nhức đầu sổ mũi do chúng ta bị cảm mạo đó bà con. Rất hay, bà con xong một lần là bệnh của bà con gần như đã khỏi rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta cho cái này qua một bên để Lâm tiếp tục chia sẻ cho bà con mình về hình ảnh của một loại dược liệu khác, một loại dược liệu vô cùng nổi tiếng.
khi biết được loại dược liệu này, hoặc là bà con mình sử dụng loại dược liệu này một lần, thì Lâm nghĩ bà con mình sẽ muốn sở hữu cho bằng được cái loại dược liệu này trong gia đình. Đây chính là loại dược liệu thứ hai trong cái bài thuốc hôm nay Lâm chia sẻ cho bà con. Những cái loại dược liệu sử dụng rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả, thì Lâm nghĩ bà con mình sẽ rất là bất ngờ. Bởi vì loại dược liệu này nó kết hợp với ngải cứu thì trị các chứng đau nhức ở gân, ở cơ gần như là không có đối thủ. Nó giảm đau nhanh chóng, nó tiêu sưng rất là nhanh bà con. Này, chắc là bà con mình một số người biết cái này đúng không ạ? Cái này là cây ngũ trảo, hay một số người người ta gọi là cây ngũ trảo công. Đây, Lâm cũng không biết tại sao nó có tên như thế này, nhưng mà theo những tài liệu mà Lâm quan sát, nhưng mà theo những tài liệu mà Lâm tiếp nhận được thì do cái hình ảnh của lá đây, bà con mình thấy các cái chót lá nó cong lên đúng không? Đấy. Rồi nó có 5 lá chét như thế này. Lâm nghĩ xuất phát phần nào đó cũng chính là điều này. Đấy. Bề mặt dưới lá của ngũ trảo thì nó cũng có màu bạc. Đấy. Bề mặt trên của lá thì nó có màu xanh. Cây này nó có tinh dầu rất là nhiều nha bà con, thơm lắm. Bà con trồng một cây trong vườn nhà rất là thơm. Ở cái phần cành non của nó thì nó vuông. Đấy. Nhưng mà khi thân nó lớn thì nó lại tròn ha. Đấy, nó tròn lần lần là bà con. Đấy, nó tròn lần lần lại. Nhưng mà nó khi nó còn non thì nó lại vuông. Đấy. Vậy thì hôm nay chủ yếu chúng ta dùng cái cây ngũ trảo này để điều trị các cái chứng về sưng đau, đau nhức cơ thể, đặc biệt là bị bong gân trật khớp á, thì bà con mình nên sử dụng cái bài thuốc này. Bởi vì Lâm cảm thấy bài thuốc này hiệu quả, chỉ cần 1-2 lần bà con sử dụng thôi. Rồi các hiện tượng về đau nè, cũng như là sưng, nó giảm rất là nhiều. Đó. Về cụ thể thì bà con mình sử dụng giúp cho Lâm những cái lá bánh tẻ ha, những cái lá mà nó hơi già như thế này. Đây. Lá non quá thì chúng ta hạn chế sử dụng nha bà con, bởi vì dược tính của nó thấp. Đây. Chúng ta chỉ sử dụng những cái lá mà nó già. Đây. Đây, những cái lá mà nó già già, có nghĩa là nó là bánh tẻ rồi đó bà con. Bà con mình kết hợp cho Lâm là cây ngải cứu này. Đây, đây cây ngải cứu. Bà con sử dụng cái phần ngọn cho nó dễ ha. Chúng ta hạn chế sử dụng cái phần gốc rễ của nó. Đây. Tại vì nó nhiều lá úa, chúng ta rất khó vệ sinh ha. Chúng ta chỉ sử dụng cái phần ngọn non của ngải cứu đó. Mỗi thứ là một nắm. Bà con mình rửa sạch, sắc nhuyễn. Sau đó thì bà con mình cho vào cối, bà con mình giã. Trong cái quá trình giã thì bà con giã cho nó nhuyễn giúp Lâm ha. Không được bỏ trong máy xay nha bà con. Chúng ta phải giã bằng cối. Đó là điều chú ý đầu tiên. Tiếp theo thì bà con mình giúp cho Lâm cho lên bếp một cái chảo. Bà con mình đổ một ít giấm ăn vào. Sau đó thì bà con mình cho cái nguyên liệu giữa ngũ trảo nè và ngải cứu đã được giã nhuyễn, chúng ta cho vào chảo, chúng ta xào nóng. Công việc tiếp theo là khi dược liệu chúng ta đã nóng thì bà con mình sẽ tắt bếp, cho cái chảo xuống ha. Chúng ta cứ đảo đều tay để cho cái dược liệu của chúng ta đó nó nguội bớt đi. Khi nào bà con mình cho bay vào mà dược liệu nó còn ấm thì chúng ta sẽ tiến hành dùng cái dược liệu này, chúng ta đắp trực tiếp vào cái vị trí mà bong gân trật khớp hoặc là chỗ nào sưng đau. Ví dụ như bà con mình đau vai gáy, thậm chí bà con mình bị thoái hóa đốt sống mà đau quá, đúng không? Chúng ta sẽ xử lý nhanh bằng bài thuốc này. Chúng ta đắp thuốc vào đúng vị trí và dùng khăn hoặc là băng gạc chúng ta cố định lại. Đối với trường hợp bong gân trật khớp thì bà con mình sẽ cố định cái bã thuốc ít nhất là phải từ 45 đến 1 giờ. Còn nếu như được thì mỗi một ngày bà con thay thuốc 2 lần. Mỗi một lần bà con mình có thể băng đến 3-4 tiếng, thậm chí 6 tiếng. Đấy. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ gỡ cái băng ra và chúng ta bỏ thuốc. Chúng ta sẽ đợi đến khoảng 2-3 giờ sau, chúng ta sẽ bó lại. Nếu như bà con mình bị bong gân trật khớp thì cái bài thuốc này bà con mình chỉ cần bó 2 lần trong một ngày thì gần như bà con đã bình phục rồi. Đấy. Rồi, vậy thì đây là một cái bài thuốc mà Lâm nghĩ ứng dụng rất là nhanh
trong các trường hợp bong gân trật khớp, cũng như là bà con mình bị va chạm bầm dập cái phần cơ, cái phần gân. Đấy là một cái bài thuốc mà Lâm cảm thấy rất là hay. Lâm thường dùng cái bài thuốc này để điều trị cho bệnh nhân của mình. Và nhiều bệnh nhân thì muốn Lâm là chia sẻ giống cây ngũ trảo. Thì hiện tại đây Lâm cũng thu hoạch về một số cây nhỏ như thế này. Lâm tiến hành là Lâm trồng lại. Sau một thời gian thì Lâm nghĩ Lâm đã có giống cây ngũ trảo này. Đây, cái phần rễ của cây ngũ trảo. Cái phần rễ này nó được ứng dụng điều trị trong rất là nhiều bệnh nha bà con. Nhưng mà rễ nhỏ quá thôi Lâm đem trồng. Sau này nó có nhiều thì Lâm sẽ chia sẻ cho bà con. Còn riêng phần ngải cú này thì Lâm nghĩ bà con mình rất là dễ tìm rồi đúng không ạ? Đây, đây là hai cái dược liệu mà Lâm nghĩ bà con mình nên có trong vườn nhà ha. Trị các chứng đau nhức rất là tốt. Thậm chí nếu như bà con mình không có cái nguyên liệu ngũ trảo này á, bà con chỉ cần tìm cái nguyên liệu ngải cú này. Đây, bà con mình trị cái chứng đau đầu. Đau đầu mà ngủ không được luôn á. Đấy, uống thuốc cũng không giảm đúng không? Thì bà con dùng ngải cú một năm, bà con mình rửa sạch, sắc nhuyễn, bà con mình cho lên chảo, rang với một ít muối hạt, muối biển. Rồi sau đó thì bà con mình cho vào một cái khăn sạch, bà con túm lại, bà con mình chầm ở trên phần đầu của chúng ta. Khi nào mà dược liệu nó ấm, chúng ta đắp trực tiếp lên trán luôn. Rồi, cách này giúp khu phong quạt quyết và giảm đau đầu. Thậm chí là bà con mình sẽ hết đau đầu trong vòng khoảng từ 10 đến 15 phút. Bà con mình sẽ ngủ ngon. Đây là những cái bài thuốc thực tế mà Lâm đã ứng dụng. Hôm nay trên cái video này, Lâm chia sẻ lại cho bà con. Mong rằng sẽ giúp cho bà con mình bớt khó khăn trong cuộc sống ha. Hai loại dược liệu này thì Lâm nghĩ bà con mình nên cân nhắc trồng ở vườn nhà mình. Bởi vì hai loại dược liệu này nó sẽ ứng dụng rất là nhiều trong các cái bài thuốc quý. Hôm nay Lâm chia sẻ cho bà con mình những cái bài thuốc thực tế. Lâm mong rằng với cái bài chia sẻ này có thể giúp cho bà con mình điều trị thành công các cái việc mà bị đau nhức trên cơ thể. Nhiều bà con mình hỏi Lâm rằng có bài thuốc nào đó để giúp cho bà con mình điều trị đau nhức xương khớp một thời gian ngắn có thể khỏi. Hoặc là bà con mình đưa ra những cái vấn đề về sức khỏe, chủ yếu là về đau nhức xương khớp, cũng như là trị các chất đau nhức ở khắp cơ thể. Vậy thì hôm nay bài thuốc thực tế này có thể đáp ứng được nhu cầu của bà con. Một câu khẳng định với bà con rằng trồng gì thì trồng, đúng không? Nhưng mà cố gắng trồng trong gia đình hai loại cây này. Bởi vì hai loại cây này ngoài những cái bài thuốc mà Lâm chia sẻ, ngoài những tài liệu mà bà con đọc được trên mạng, thì hai loại cây này đã được sử dụng rất lâu rồi. Riêng cây ngải cú á, ngày xưa người ta muốn tẩy uế trong gia đình thì người ta sẽ dùng cây ngải cú phơi khô cả cây luôn. Sau đó thì người ta sẽ cho vào một cái thau, một cái chậu, người ta đem vào giữa nhà, người ta xông khói. Như thế là cái biện pháp tẩy uế rất là tốt. Bà con mình có thể dùng rượu nè, dùng cồn để tẩy uế. Nhưng đối với việc bà con mình dùng ngải cú để tẩy uế thì nó sẽ mang đến cho bà con mình nhiều lợi ích hơn. Đây là một số cách mà Lâm có thể chia sẻ đến cho bà con mình. Lâm mong rằng qua kênh của mình thì Lâm có thể mang đến cho bà con mình hiểu hơn về các loại dược liệu thông qua những kiến thức mà Lâm tiếp nhận được. Rồi, đến đây thì Lâm xin phép quý các bác anh chị và các bạn, Lâm sẽ kết thúc video ha. Rất mong nhận được sự phản hồi cũng như là giúp đỡ quan tâm từ quý bác anh chị và các bạn mình trong thời gian tới. Nếu như bà con nào chưa đăng ký kênh thì có thể vui lòng đăng ký kênh ha. Tại vì bà con đăng ký kênh thì sẽ nhận được đầy đủ và nhanh nhất những cái video từ Lâm. Rồi, bây giờ thì Lâm xin kính chúc sức khỏe. Rồi, đến đây thì Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý bác anh chị và các bạn mình trong những cái video tiếp theo.